Anh Quân ơi, làm clip trốn tìm đi, lâu rồi chưa thấy team mình làm clip trốn tìm. Ok, hello, xin chào tất cả các bạn nhá. Thì ngày hôm nay, theo yêu cầu của rất nhiều bạn đã yêu cầu bọn mình rồi, tại vì cũng thời gian khá là lâu rồi bọn mình chưa làm clip trốn tìm. Cho nên ngày hôm nay bọn mình sẽ làm clip trốn tìm nha các bạn. Bọn mình sẽ làm clip trốn tìm, thắng thì được thưởng, mà thua thì sẽ bị phạt. Ok, let's go. Thì các bạn có thể thấy, ở đây bọn mình đã chuẩn bị 9 con heo, tương ứng với lại 9 người chơi. Thì mình sẽ là người đi tìm và mấy thanh niên còn lại sẽ là người đi trốn. Nhưng mà người thắng thì tất nhiên sẽ được giải thưởng rồi. Thì giải thưởng cho người thắng cuộc đấy là 5 triệu đồng nha các bạn. Còn thua thì phải chịu phạt chứ đúng không các bạn? Cho nên là bây giờ mình sẽ cho mấy thanh niên này bịt mắt lại. Đấy, quay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 đi đầm già xì. Đấy, đến từ phía trước đập đụi vào một con heo. Và tất nhiên là trong mỗi con heo này này các bạn sẽ có một hình phạt, như kiểu là ăn 10 quả ớt, ăn 5 quả chanh hay là ăn tùm lum tùm la hết. Mình sẽ đổi mới cái kiểu trò chơi trốn tìm này đi. Ok, thì bây giờ ai sẽ là người đầu tiên lên đây? Phong đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ bịt mắt Phong lại. Rồi, toàn cột đằng sau lại em. Rồi, đây số mấy đây? Nhìn số mấy đây? Số 0. Đây số mấy đây? Số 3. Đây số mấy đây? Số 5. Rồi, hay quá. Nói xóa tay mà trưởng luôn. Ok, thôi anh em lùi lại không? Phong cầm búa được gõ cái phát vào đầu bây giờ. Rồi, đấy bây giờ em đi thẳng, cầm búa. Rồi, ok, thôi anh em lùi xa ra. Rồi, chuẩn bị nhá. Quay 5 vòng đi. Rồi, quay đi. Xoay 5 vòng, ừ, cứ xoay tròn cho 1. Thực tiến lên phía trước đập. Xin, lý xin. Rồi. Đập quái của chúng con này rồi em. Ok, như vậy là Phong đã đập trúng con heo này nha các bạn. Đây, bây giờ mình sẽ khu con heo này ra để xem thử là hình phạt của Phong sẽ là gì nha các bạn. Ok, đấy, trong con heo sẽ có một tờ giấy như này. Rồi, đây là hình phạt của Phong nha các bạn. Đấy, hình phạt của Phong nếu mà chơi trốn tìm mà bị mình tìm được sẽ là vòng tay ạ và gọi bố mẹ những người còn lại. Số 3. Ok, quá chẳng hơn. Rồi, anh em lùi ra không? Con nó gõ vào đầu cho bây giờ. Quay 5 vòng đi. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, bên kia. Đập đi thắng đúng rồi. Rồi gì vậy ông ơi? Rồi, bẻ một con. Nói chung là bẻ một con xem được hình phạt của tao trẻ trâu là gì. Gì to. May sao mà nó đập không trúng mà cũng bẻ được một con đấy các bạn. Đây, tờ giấy đây. Gửi ra. Đây mình sẽ xem thử là tờ giấy phạt của tao trẻ trâu sẽ là gì nha các bạn. Búa các bạn 5 phút. Búa các bạn 5 phút. Để cho mà bị chơi trốn tìm mà bị mình tìm được thì sẽ phải múa khai bản 5 phút, mà mình không tìm được thì tao nhảy sâu sẽ được 5 triệu và không phải múa khai bản nha các bạn. Ok, hình phạt của tao nhảy sâu đây. Ok, tiếp theo là ai đây? Từ đi đúng không? Rồi, bé một con heo rồi nha các bạn. Đây, bao nhiêu gái? Con này khui ra luôn em. Khui ra luôn, bẻ ra để xem hình phạt là gì. Ok, xem hình phạt của bí béo là gì nha các bạn. Chất bí béo rồi. Cái này khá là to đấy. Ăn quả một quả đắng. Ăn một quả mướp đắng. Hình phạt của bi béo nha các bạn. Ok rồi, mời em đi lên phía bên trên kia. Đưa khăn quàng lại cho anh. Rồi tiếp theo là ai đây? Rồi Toàn đúng không? Rồi quay 5 vòng đi em. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi. Tay phải, tay phải, thôi được không? Tay trái, đi thẳng. Tay trái một tí. Rồi, đập. Được rồi. Rồi xem thử là của thanh niên Toàn là gì nhé các bạn. Ăn 2 quả chanh chấm với mắm tôm. Ok, chúc mừng em. Rồi, mời em đi lên bên trên kia. Rồi, đắp. Kít. Đắp. Đắp tiếp, chưa bể. Rồi,
ơi. Hít đất 10 cái. Hít đất 10 cái. Ok, bà báo là hít đất 10 cái nha các bạn. Bà xuống rồi. Tiếp. Đập phá lên. Mẹ ăn gì vậy? Đập đi. Đập đúng rồi, chúng ta đập rồi. Hay quá. Đây, xem từ ăn 5 cỡ. Em phong đi ra coi nó đập phong đập rồi. Ôi, chưa bể, chưa bể. Đập tiếp, đập tiếp, đập tiếp. Rồi, có tiếp theo luôn mà không bể nha các bạn. Ok, rồi, để mình đập ra luôn cho... Âu. Tốt rồi. Rồi, xem thử hình phạt này đi. Ăn 2 thìa xam rang ướt 2. Đây nha các bạn. Ăn 2 thìa xam rang ướt 2 rất là ngon luôn. Rồi, đập, 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 đúng rồi, đập. Rồi, có 2 con trước mặt đấy, đập. Đập đi, đập đi. Đập con nào cũng được rồi. Gần chung. Gần chung rồi. Gần chung rồi. Em cứ đập đi. Mày lên. Nhà nó trúng à. Em đập đi là nó trúng à. Đập ngang. Đập ngang. Đập ngang như thế này. Đập đi. Đúng rồi. Đập ngang như thế này. Lắp. Chạy. Trong hai đó có hình vẹt ngang. Chạy, chạy. Em đây. Cứ đập đi. Bên đây. Bên phải. Coi bên phải một tí. Thôi đập đi. Đập lên. 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 Đập 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 ăn 5 quả chanh quá bình thường. Chanh dễ, chanh chua thì thế. Đây, coi thử cái đây có dễ không? Uống một thìa. Ăn 5 quả chanh uống một thìa đó. Ok, như vậy là tất cả đã biết được hình phạt của mình hết rồi đúng không? Thì dễ. Bây giờ 5, 10, 15, 20, 15, 30, 15, 40, 15, 50, 5, 10, 15, 20, 15, 30, 15, 40, 15, 50, 5, 10, 15, 20, 15, 40, 15, 50, 15, 60, 15, 70, 100, 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 khoảng tầm nửa tiếng hay một tiếng gì đấy. Đợi khi nào mới thấy đấy đi trốn xong thì mình sẽ đi tìm. Thì luật chơi đấy là sẽ chỉ được trốn phạm vi bán kính 500m xung quanh nhà mình nha các bạn. Đấy, thanh niên nào mà trốn ra khỏi bán kính 500m thì sẽ không được chấp nhận. Giờ mày phủ cái nón lên. Đây, đưa chiếc anh cầm nha. Ok. Rồi, phủ nón lên. Ok. Rồi, đây là anh kiếm cái gì đó, anh lóc lên cho. Ây giời ơi, không có cái gì à. Thôi trốn đại như thế nha. Rồi, anh mày kiếm cái gì đó phủ lên cho mày. Trên con thấy chân mày đã chết dở. Mày lại không thắng được. Ok, ok rồi. Ok. Rồi cái đôi díp của thằng B là mình sẽ đi giấu ở đâu đó nha các bạn. Ok. Đây đây đây. Bây giờ anh giấu díp trong đây nha Bi. Đây nè, ở đây, đây nè nha. Ok rồi. Anh Quân bảo trốn được ở trong đây nè. Không, giờ anh có một cách nè. Đi trốn trốn cho anh. Anh lấy cái vỏng này, vỏng xanh nè. Rồi anh leo cây lên. Anh đập luôn. Đó, anh Quân biết. Tụi nó à, treo nó đúng không? Rồi ok. Giấu với một phòng luôn. Ừ. Hay vô vô kỳ trốn không? Trốn không? Tao có mày trốn. Không sao đâu. Buổi trưa mà có gì biết. Đi đi có trốn đi không sao đâu. Phải có mày tao mới được chứ. Không sao đâu. Trốn ở cái khu vực ở trong cái nhà kìa. Mình đi vô xem thử không? Tí vô hai thằng. Tự nhiên vô. Tao mày nắm tay, tao nắm tay khác gì sao. Tụi mình cứ vô xin thử được không? Nếu mà được thì mình trốn luôn. Bây giờ chọn không? Bây giờ trốn ở đó là tiền là cao là thắng được á. Không sao đâu, tao mày trốn mà, người thời hai thằng nè. Ờ, hai thằng. Tí vô bật thế ba thằng thì sao? Thì trốn. Thế, xin tao vô tao xem. Mày thì cho khổ thân mày luôn. Nãy giờ mình đi tìm chỗ trốn, mình mới tìm ra được một cái đống rơm ở cái bên nhà anh Quân. Thì cái đống rơm này bây giờ mình sẽ trốn ở chỗ đây nha các bạn. Các bạn đang thắc mắc là mình trốn sao đúng không? Thì bây giờ mình sẽ nằm lên trên đây. Đó, nằm như này.
Và bây giờ mình sẽ nhờ đến sự hỗ trợ của anh Phong và thằng Bi nha các bạn. À, nó... An toàn. Rồi, nằm lên đi. Nhanh lên anh, sao Bi này, sao lại có mấy miếng nhỏ ấy, vậy bao giờ mới xong? Đi kiếm vô này anh. Tôi gần tay mình rồi. Cắp cái chân. Để em phụ không cho. Ok chưa, ok kính chưa? Chưa. Phải để chỗ thở cho ông Tuân nữa, ông Tuân chích nghẹp bây giờ. Thở không Tuân? Tuân! Biết hả? À được. Rồi. Còn cái jeep kìa. Không phải thằng Bi nó khui á. Rồi ok rồi, bây giờ xong nha. Rồi ok được rồi. Ok, Tuân là thành người tàng hình luôn rồi. Ok, anh em mình đi kiếm chỗ trốn thôi. Làm Batman nha. Ok, Tuân nằm đây nhìn con. Mình thấy ở bên hông nhà anh Quân có một cái chỗ trốn khá lý tưởng. Cho nên là mình sẽ sử dụng cái thang này, leo lên nó để trốn nha các bạn. Mình nãy từ nãy đến giờ đi phụ cho mấy anh em đi trốn, bây giờ đến lượt mình đi trốn nha các bạn. Thì hồi nãy mình thấy cái nhà hoang, mình tính rủ thằng Tuân vô trốn cùng với mình, mà Tuân nó sợ, nó không có dám vô. Tất cả nó cùng kể cái chuyện kia sổ á, nhưng mà mình vẫn thử trốn nha các bạn. Giờ vô tham tính tình hình cái đã. Trốn ở đây thì anh Quân cũng chả dám chạy ra đâu mà. Ok, nhà đi nhanh các bạn. Thôi chắc mình trốn ở đây thôi chứ. Ok thì mình sẽ trốn ở đây nha mấy bạn, để ngồi đợi anh Quân thử. Đây, ở bên đây có một cái nhà. Bây giờ ngồi đợi anh Quân đi kiếm thôi. Mình thấy là tình hình là im du hết rồi, thì mình đoán là mấy thanh niên này đã trốn xong hết rồi, cho nên là bây giờ mình sẽ bắt đầu quay video để đi tìm mấy thanh niên này nha các bạn. Đấy thì mình cho mấy thanh niên này trốn tự do để xem thử được mấy thanh niên này trốn sử dụng IQ như thế nào, trốn có ký không hay là trốn rất chi là bình thường, tìm một phát một là ra được luôn nha các bạn. Ok thì ai mà trốn ký và mình tìm không ra được thì sẽ chiến thắng và nhận được 5 triệu đồng từ mình nha các bạn. Ok thì bây giờ mình có kế hoạch như thế này. Đầu tiên thì mình sẽ tìm từ nhà mình, từ cái khu vườn nhà mình sẽ tìm về đầu đằng đây. Đấy, về cái đầu ở chỗ đằng sau này nè các bạn. Đấy, mình sẽ tìm về cái khu vực ở đằng đấy. Mình sẽ tìm thật kỹ mọi ngóc ngách để xem thử là chỗ nào có ai trốn, mình sẽ không bỏ qua một ngóc ngách nào luôn nha các bạn. Ok, thì như các bạn có thể thấy, đây là ở khu vườn của mình. Thì anh em thấy là nó khá là rậm rạp luôn các bạn. Đấy, thanh niên nào mà chui xuống ở đây trốn thì mình cũng phải nhìn cho kỹ. Cho nên bây giờ mình sẽ đi từ từ ra đằng sau. Đấy thì mình không có cho mấy thanh niên này trốn trong nhà, cho nên là trong nhà này sẽ không có ai đâu nha các bạn. Mấy thanh niên này sẽ chỉ trốn ở ngoài vườn, đổ về đằng kia thôi. Nên bây giờ mình sẽ ở đây có một cái thùng, xem thử có thanh niên nào trốn không. Ok, như vậy là trong cái thùng này là không có ai trốn nha các bạn. Ở bụi chuối đằng đây thì cũng không có ai trốn, chỉ có mấy con cờ hó nhà mình là nó trốn ở dưới đây thôi nha các bạn. Ok, tiếp tục đi ra đằng sau nè, xem thử là có ai trốn không nha. Bắt đầu đi ra đằng sau rồi này, xem thử có ai trốn không nào. Chỗ đây không có ai hết. Đấy, bây giờ mình sẽ đi mình tìm, mình quay chỗ nào mà có bất thường thì mình sẽ dừng lại mình quay cho các bạn xem nhá. Đây là cây nhãn nhà mình này. Đấy, anh em thấy không, nhãn không được sai cho lắm. Ở trong bụi đây có ai không, có khi nào mà mở ra con rắn nó vồ ra nó cắn mình cái hết hồn luôn á. Bụi chuối này, chuối này cũng không có ai luôn các bạn ạ. Chù chà, đấy anh em thấy cái vườn nhà mình chơi trốn tìm là y bà luôn đúng không các bạn, tại vì nó rậm quá mà. Ở mấy cái bụi rậm này không có ai trốn ta. Đồ mấy thanh niên này trốn ghê phết nhỉ, coi chứ bộ nó tìm được cũng khó đấy.
đây là hết rồi nha các bạn. Đấy, đất nhà mình tới đây là hết này. Đất nhà mình là dài từ đầu đằng trên kia xuống tới đây là hết. Đấy, trong quá trình đi tìm thì anh em có thể thấy là cây xoài nhà mình có một cái quả xoài nó khá là to và ngon luôn. Ở đây có một quả xoài chín nha các bạn. À, nhà của mình có cái gì bất thường là mình biết liền. Tự nhiên ở đây có một cái bao. Anh em thấy sinh nghi không? Ok, bao này là bao bình thường nha các bạn. Bao đựng bạc chứ không phải là bao có người. Mình tưởng là thanh niên nào nó chui vào bao xong nó trốn các bạn. Ok, ở đây cũng không có. Bây giờ mình sẽ ra cái đống rơm ở đâu đây mình tìm xem thử. Tìm được một thằng nha các bạn, chu cha đầu tư dữ. Chui vào rơm như thế này luôn, Tuân Trẻ Châu nha các bạn. Ok, như vậy là người đầu tiên mình tìm được. Ủa gì? Là Tuân Trẻ Châu. Người đầu tiên rồi à? Người đầu tiên tìm được là Tuân Trẻ Châu đấy. Chu cha thanh niên chịu khó đấy. Chui vào rơm trốn như này nó rất là dặm và ngứa luôn nha các bạn. Đấy, thanh niên là chui vào đây trốn. Tại vì mình thấy chỗ đây này, anh em thấy là chỗ mình nó mới mưa xong á. Cho nên là rơm chỗ ướt chỗ khô. Mình thấy ở chỗ đây nó hơi ướt ướt có vết của người bới lên là mình nghi liền. À, anh em nhìn Tuân Trẻ Châu này. Đây mình sẽ tìm trong mấy bụi chuối thử coi có ai không. Đây nha các bạn. Bụi chuối mình tìm được một thanh niên bật đổ cỏ. Đấy anh em thấy không? Nhìn ở bên ngoài vào đấy. Rất là khó phát hiện luôn tại vì thanh niên mặc đổ cỏ mà. Nhưng mà may mình biết ngay mà. Mình rủi mấy bụi chuối mình tìm. À, thanh niên Bi nha các bạn. Ok, người thứ hai mình tìm được là thanh niên Bi nha các bạn. Đây, mấy cái bụi mè này là nhà mình mới cắt này. Không có ai trốn ở trong mấy cái bụi mè. Ở cây chăn này thì càng không có ai trốn. Chỉ có một cái chỗ trốn. Đấy là cái xe của mình. Mà xe mình thì mình khóa rồi cho nên là không thể chui vào trong để mà trốn được. Trốn thì chắc chỉ có trốn ở dưới gầm thôi. Bây giờ mình sẽ xuống dưới gầm mình xem thử. Ok, tìm được hai bạn nữ ở dưới gầm luôn nha các bạn. Thư với Thi trốn ở dưới gầm xe ô tô đã bị bắt rồi. Mà hai em đi ra đoàn tụ với lại An Tuân với lại Bí Béo. Đấy, Hà thanh niên là chui về gầm xe ô tô của mình trốn nha các bạn. Đấy là bị mình bắt luôn rồi. Sao em? Cảm giác mà nằm ở dưới gầm ô tô như thế nào? Hơi đau lưng. Hơi đau lưng hả? Cho Saki nhận cũng kì đó. Để mình phóng to cho. Góc đó nhằn buồn. Ôi, ở đây có mấy cái giếng này. Mình ra mình xem thử có thanh niên ở trốn ở mấy cái giếng này không. Ok, trong đây là không có ai. Ôi, ở đây là có một cái giếng. Xem thử có ai trốn ở đây không. Ok, cái giếng này chỉ có nước ở bên dưới thôi nha các bạn. Có khi nào ở dưới đây có ma giếng luôn không ta? Đấy, cái giếng ở dưới đây có nước thôi nha các bạn. Chả có ai trốn cả. Ok. Tiếp theo là mấy cái lùm cây rậm rậm này. Mình xem thử là có ai không. Đồ ở đây có mấy quả mang tàu ngon dữ trời. Có thể chín chưa? À, chưa chín, mới mở mắt thôi các bạn. Tưởng chín là mình lượm luôn. Vừa chơi trốn tìm vừa có trái cây ăn. Chà. Đây thì mình ra loạt là mấy thanh niên đấy không được trốn vào trong nhà. Chỉ chốt ở ngoài vườn thôi nha, cho nên mình không cần phải vào trong nhà mình kiếm. Còn mình sẽ xem, ui chú cái cây này nó khá là rậm rạp luôn nè các bạn. Xem thử. À đây, anh em nhìn thấy gì không? Ai ở trên kia là mình thấy một thanh niên là hình như là màu xanh xanh, ngụy trang màu xanh xanh. Nhưng mà không phải là đồ cỏ. Đấy, hình như là cái võng, à thằng võng đấy, còn cầm điện thoại quay nữa hả em? Ok, này thì trốn nè em. Ok, thanh niên... Tại vì em mang đồ cỏ, đồ ngụy trang lá cây cơ thì mới khó phát hiện. Còn em mang cái đồ này nó phẳng quá, hiểu không? Em tưởng màu xanh khó tìm. Ừ, cũng nhìn sơ qua thì khó nhưng mà nhìn kỹ lại thì thấy được. Tại vì cái chỗ đấy nó khá là rậm cho nên anh phải nhìn kỹ. Thế là anh phát hiện ra là thanh niên Phong. Ok, như vậy là mình sau khoảng tầm 10 phút thì mình mới tìm được thêm một người nữa. Ra tầm mấy thanh niên này. Bữa nay chơi trốn tìm ghê chứ ta. Hồi lâu mình chơi trốn tìm mấy thanh niên này tầm 20 phút thôi là mình đã tìm ra được rồi.
mà mấy thanh niên này hôm nay trốn kỹ quá mà tìm không được. Đây, đấy mình chỉ giới hạn là được trốn tới đây thôi nha các bạn. Còn tí nữa mà thanh niên nào mà trốn ra ngoài khu vực này thì mình sẽ không chịu. Đây, đấy, cái đằng trên đây là vườn nhà mình hồi đấy mình hái được trái xoài trên đây này các bạn. Ô, mệt ghê. Ok. Mấy bụi này nhìn không có ai nha các bạn. À, mém nữa thì mất hút. À. Đây, đây là thanh niên lộc. Đấy, các bạn thấy không? Thanh niên lộc trốn rất là ok nhưng mà không thể nào mà lọt khỏi cái tay của mình được. Tại vì mình chơi trốn tìm quá là đẳng cấp đó các bạn. Rồi, mình sẽ đi lên. Á, chà chà. Mình chưa nhìn lên trên cây thôi nha các bạn. Mình chưa nhìn lên trên cây luôn á. Là mình phát hiện là có một đôi dép ở dưới đây. Đôi dép này hình như là đôi dép của thằng Phong mà ta. Ô, nó chơi lừa mình à? Vãi cả trướng. Thằng Phong nó chơi lừa mình, nó giục đôi dép xuống đây. Xong rồi mình, các bạn nhìn lên trên cây này, chả thấy ai ở trên cây cả. Thế mà làm mình mừng hụt, mình tưởng là có ai trốn ở trên cây chứ. Thằng Phong nha, thằng Phong. Ủa? Mà Quan, ê! Quan! Thằng Toàn. Ok, mình đang quay về đây để mình gọi thằng Phong. Vì cái tội đó là chơi đéo mình giục dép ở đây. Xong rồi trốn ở cây khác thì mình nhìn đây thì mình thấy thằng Toàn. Ok, rồi, Toàn xuống đi em. Sao mà em lên được chơi đấy hay dữ em? Sao lên được trên đấy hay dữ? Anh quay ra để anh hỏi anh Phong. Ai ngờ tình cờ đâu thấy mày ở trên đấy luôn. Ok, như vậy là mình lại tìm được thêm thằng Toàn. Hiện tại thì chỉ còn thằng Báo với lại thằng Biểu thôi nha các bạn. Ok, hai thanh niên này thì chắc là có nguy cơ sẽ ẩm được giải đấy các bạn. Trèo đi trên đây. Đã không có đâu anh ơi. Có ai trên? Có đâu? Nhà không? Đâu ai khô đến nổi đâu anh. Đây, mình tìm được thằng Bảo ơi. Bảo ơi, nó nằm nó ngủ luôn rồi các bạn. Có ai đứa điện thoại đây để anh quay lại nè. Để khi nào nó tỉnh nó xem nè. Chu cha nó lên đây mà nó nằm nó ngủ ở trên đây được luôn mà. Chỗ này trên nóc nhà, nằm ngủ trên nóc nhà luôn các bạn ạ. Rồi. Bảo ơi. Bảo. Làm cái gì em? Làm gì mà chơi chốt tìm mà lên đây mà nằm mà ngủ luôn vậy em? Ở đi xuống đi. Ok. Thắng cái gì mà thắng, anh tìm được em tới trên đây rồi mà em thắng cái gì mà thắng. Ok các bạn. Nhưng mà chỉ có mỗi thằng Biểu là mình chưa tìm được nha các bạn. À quên mất. Mình phải xem ở trên đây coi thử có không. Bảo cầm một anh camera đứng quay trên nóc nhà trên đây xem được có thằng Biểu nó trốn trên đấy không. Đó anh, em đuổi á. Thằng Biểu nó trốn trên đấy chắc sập mái nhà nhà anh luôn đó. Trên mái nhà này chỉ có mình em trốn thôi hả? Yeah. Đây bây giờ mình sẽ đi vừa cúi thấp xuống này để mình nhìn xem thử là có nằm nó ngồi nó trốn xuống trên dưới chỗ nào. Đây chỗ này đấy mình chưa tìm. Bây giờ mình sẽ vào trong góc chỗ này mình tìm. Mình không tin là mình không tìm được thằng Biểu. Ok anh em ra đây nào, tập trung ra đây nào. Ở tất cả anh em tập trung ra đây đi. Biểu nó trốn đâu ta. Ở tình hình là bây giờ là không tìm được thằng Biểu thì sao bây giờ? Bố à? Ừ. Anh em biết ai trốn đâu bây giờ là coi như là ăn thua cuộc á, ăn tìm không được nó. Thua hả? Ừ. Biểu trốn rồi đâu? Bây ơi! Bây! Thằng Bây nó biết chứ. Thằng Vi thì biết Biểu trốn ở đâu hả? Nãy Vi nó bảo Biểu trốn ở đâu em? Rồi em chơi chạy ra ngoài nhà hoang em trốn luôn vậy em? Luật chơi là đâu có được chạy ra ngoài đấy. Chu cha. Thắng rồi. Anh tìm không được em, anh cứ tìm em ở đầu bên đây. Thì ra em trốn ở bên nhà hoang này. Hồi nãy em ngồi ở đây nè, em thấy anh ra anh
kiếm anh Lộc. À. À, anh Lộc ở kia, em cứ đi xung quanh đây, em chờ anh có ở ngoài đây hay ở đây không? À. Ngồi sợ gần chết. Hồi nãy em trốn ở đâu? Lúc anh đi tới đây thì em trốn ở đâu? Em trốn ở chỗ cái góc đấy kìa. Em ngồi em cứ ngó nghiêng lại. Đó, xong rồi em đi kiếm anh Tử, anh Quân có ở đấy không? Xong rồi hồi lúc đầu em thấy anh Quân ở kia kìa. Anh Quân đi ra đây nè. Đó, xong rồi em đi trốn. Rồi thông báo với lại anh em với các bạn là tình hình thế này. Là thằng Biểu nó vượt ra phạm vi bên ngoài. Nó trốn ở nhà hoang. Mà luật của bọn mình thì ăn phổ biến từ đầu đấy là không được trốn ra ngoài nhà hoang. Chỉ trốn ở trong cái khu vực bán kính 500m ở xung quanh nhà ăn thôi. Từ đằng này trở lên mà thằng Biểu nó trốn ra nhà hoang. Tại vì sao không anh em nào trốn ra nhà hoang? Có một mình nó ra trốn nhà hoang. Bây giờ để nó thắng thì anh em cũng không chịu đúng không? Bây giờ ăn để Biểu thắng anh em có chịu không? Dạ không anh. Đấy. Cho nên là nó vẫn sẽ phải thực hiện hình phạt. Đúng rồi. Mà dẫu sao thì nó cũng trốn, cũng là người cuối cùng bị tìm. Yeah. Đấy thì thôi anh treo thưởng cho thằng Biểu Béo 1 triệu nhá. Gì kỳ anh. 500 lít thôi. 500 đúng không? 1.000. Thì bây giờ mình sẽ treo thưởng cho thằng Biểu Béo 500.000. Tại vì anh em ở đây bảo ông Biểu nó chơi điếm ra ngoài khu vực nó trốn. Đấy, bình thường mấy cái clip trước thì nó về nhà nó trốn. Cái clip này thì nó ra ngoài khu vực nó trốn. Thì thôi, thưởng cho anh em nó 500.000. Nhưng mà hình phạt thì vẫn phải thực hiện đúng không? Và mấy em thì bị ăn tìm rồi thì hình phạt phải thực hiện thôi. Rồi theo thứ tự nào, Toàn trước đi, hồi đấy là hình phạt của em là gì? Ăn hai quả chanh, chanh hai quả chanh, chấm thêm mắm tôm nha các bạn. Ok rồi, mời em. Chấm anh em. Rồi, muốn đổ chấm mắm tôm bây giờ chanh chấm mắm tôm thôi gì đâu. Trời ơi nó ngọt. Ngọt không? Ngọt. Ngon như đường. Chơi nhảy vậy. Ăn thế hết hai quả chanh. Ừ, ngọt như đường luôn. Ngọt như đường. Quá đẳng cấp. Rồi ok. Ok, tiếp theo em, hình phạt của em là gì? Ăn hai thìa xem rang. Đừng có nếm ở môi, cay lắm á. Cay á. Ực luôn. Ực một phát hết luôn. Ực hết luôn mà nó không cay đâu. Rồi, một thìa. Nuốt luôn. Một xí nữa nó cay. Rồi. Hai thìa. Yeah. Trời ơi, chị nè, mà cầm hết năm quả mình nuốt luôn. Hai nuốt luôn. Được, ăn từ từ cay lắm. Ăn được không? Không được đúng không? Rồi tí nữa nộp phạt ăn 100.000. Rồi, bắt đầu. Múa đi, múa đi, múa đi, múa đi. Múa các bạn. Ok rồi, tiếp theo Bi. Hình phạt của em là gì? Đây. Hình phạt của em là một quả mướp đắng đúng không? Rồi, quốc đi em. Đấy. Đứng sau camera, đứng sau ăn phong ăn để cho các bạn làm chứng. Rồi, phong hình phạt của em là gì? Đi đây. Vòng tay ạ. À. Vòng tay ạ, à, gọi bố mẹ những người còn lại rồi ra ạ. Ê, ra ra anh em. À bửu, à bố bửu, à bố y, à bố bảo, thôi, à bố thân, ok, à bố long, thôi rồi, trẻ mẹ, anh đâu, dạ bố vẫn, ừ ngoa lắm, lên làm chín, hít đất 10 cái rồi, hít đất đi em, thằng kia muốn các bạn tới đào hoa vào, anh. Thì chắc là mình cầm đắt mà hít heo làm nè. Em hít đất như kia kìa. Em chống đẩy á. Chống đẩy hít đất. Em hít đất là cũng hít mà anh. Thì em thích làm kiểu gì em làm. Rồi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ok, cuối cùng là Lộc đúng không? Rồi Lộc ra đây. Hình phạt của em là gì? Hai trước cho một tôm rồi. Tao ăn mà ăn như Lộc này. Rồi, 5 quả chanh. Coi từ khá bạn kia múa được mấy phút rồi. Ui, vô ăn nó ngán. Vô ăn nó lợ. Rồi, khá bạn mới được có 3 phút thôi, còn 2 phút nữa. May mà có chanh. Chua lắm đúng không? Bình thường. Mệt lắm. Ok các bạn, như vậy là clip trốn tìm của bọn mình đến đây là kết thúc nhá. Nếu các bạn thấy video hay thì đừng quên nhấn like, share, chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ cho bọn mình nhá. Còn bây giờ thì bye bye tất cả các bạn, về hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Bye.